Đối với anh là mọi thứ phải chỉnh chu, thì liệu rằng trong cuộc sống của anh nó có bị quá tải không? Nhiều người nhìn vô nói là quá tải thiệt. Yeah. Mà anh cũng, sao mà ở đâu ra anh có thể chạy theo tất cả mọi thứ nó dễ dàng vậy luôn. Không quan trọng đến giấc ngủ lắm, là cứ thích làm việc thôi. Với cái vị trí và cái tên tuổi mình đã dựng lên, giữ nó còn khó hơn nữa. Cho nên bằng mọi cách lúc nào cũng đẹp, chỉnh chu, nghiêm túc, sản phẩm hay và phải vượt qua chính mình. Dạ, áp lực quá. Mà em thấy nha, tạo dựng đã khó, giữ gìn càng khó, còn đằng này là mình cứ càng muốn đi lên thì lại là một thứ khó hơn. Đúng vậy em. Với một cái người nghệ sĩ có một cái thời gian hoạt động bề dày như anh, 25 năm trời như vậy đó, với người khác là đủ để họ có thể an yên hoặc là thoải mái vùng vẫy trên cái hào quang họ đã tạo dựng lên được. Còn anh không cho phép mình như vậy được. Anh luôn luôn dặn mình từ khi mới bắt đầu vừa nổi tiếng, cũng phải luôn dặn mình ngày đêm, không được ý nha, không được dễ ngươi, không được lúc nào cũng háo thắng hay là những cái gì đó ảo tưởng. Luôn luôn dặn mình như vậy. Cho nên là phấn đấu liên tục tạo dựng ra những cái mới, nhất là hào quang, nhất là vinh quang. Mỗi một giai đoạn nó có một cái cách nghe và đón nhận âm nhạc khác nhau hoàn toàn.